Chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay Cuộc Sống Miền Tây có dịp cận cảnh quay cái con cào cào chuẩn nhất miền Tây nè bà con. Cái này bà con này của anh Kiệt nè, quá đẹp luôn hả bà con, độc đáo. Số má anh điều khiển có đèn ở trên nè, đèn trên đèn dưới, cộng thêm cái bộ cần số cầu chậm cầu lẹ nè. Có đã giữ rồi con, cái đồ kéo đường nước ảnh chưa đem xuống. Anh đặt cái Kubota R140 lút, quá đẹp quá mới luôn. Con này bây giờ đắt tiền lắm rồi con. Ở đây cặp bánh của anh đây. Đây cặp bánh của anh đây nè bà con. Đằng này là cái thùng trang. Đầu có đồ đạp chân đất của anh nè. Wow. Này chắc anh mới gáp anh để đây còn mới toàn nè bà con. Quá đẹp luôn ha. Bà con này là cần thắng của anh nè, này chắc ga, này đèn nè, quá đẹp. Này là cái đồ ảnh để che mát, này để bình nước chỗ này nè bà con. Này là hộp đồ nghề, đèn mới toanh luôn nè. Anh chạy cái đuôi Mitsubishi CT60601 số, bộ cầu số chẳng lẽ, tốc độ nhanh chậm và dữ. Thùng gian này chắc 2m4. Giới thiệu cho bà con. Ảnh thì rất là kỹ lưỡng. Đây cấu trúc của nó đây. Nay đi ngang cái dịp không có ảnh cho nên cái quay lén. Một khung sườn của nó nè bà con. Này cho anh chỉnh số nè. Cái này kéo được nè bà con, này kéo nè. Cái này kéo ga có vô nè, kéo ga thì nó chuyển qua số chậm số lẹ. Còn đẩy vô thì cũng vậy. Và chế dữ dằn. Còn thấy không? Nó có nó cũng rất là đơn giản thôi. Nhờ anh gia cố thêm nè. Con gia cố thêm nè bà con. Chắc. Quá dữ. Anh đặt cái đầu Kubota mới toan nè bà con. Này anh mua lâu rồi, mua chừng 2 năm nay rồi mà nó mới toan. Nó bị chói nắng nha bà con. Dữ thiệt. Thằng trang của ảnh là thuộc dạng gọi là chuẩn nhất miền Tây nè bà con. Này nay mùng 4 rồi, nay người ta chuẩn bị xả, mùng 6 người ta xả. Mới có dịp gặp máy ảnh như thế này. Đẹp không bà con, cực đẹp. Gọi là chuẩn nhất miền Tây nè, bà con nào có nhu cầu mua máy thì hãy liên hệ với ảnh. Thường thì Cuộc Sống Miền Tây có ghi nhận. Còn máy của ảnh là con máy hàng độc địa mà. Đầu của ta. Còn đồ nâu này lúc trước anh mua là khoảng 28 triệu, giờ chắc cũng khoảng, nếu mà anh xài năm mấy hai năm nay chắc cũng còn khoảng cỡ 26-27 triệu rồi bà con. Quá đẹp nè, con mới toanh. Anh gắn hai bóng đèn trước nữa.
con thấy cái lắp của anh nè, cái lắp gắn vô đây nè, còn anh già cố thêm không, có hai dè số nữa nè. Chút lại cái tự nè, số thắng nè bà con. Này thì tỉnh lộ 32 đang trong mùa dịch nè bà con. Ồ đẹp, cực đẹp không bà con. Nè dàn tre của anh nè. Này là cái yên ghế ngồi, xe đạp cũng được, mà con gắn xe đạp cũng được. Nhìn trang của anh này nè, rất là chắc chắn, sắc. Cái độc đáo của anh đó là cái bộ cần số này nè bà con. Bộ cần số này thì anh Dân có làm, thì hay là bà con nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với anh Kiệt. Bộ cần số này giờ khoảng 300, 300 mấy á. Bộ cần số chậm lẻ nè. Ở đây nè, ở trên hai cái dè nó có ảnh, còn làm hai cái móc để dỡ lên đó bà con thấy không, hai cái móc. Quá cực đẹp không bà con. Nay chắc anh trang cái khu này, trang khu này. Con này có ảnh thuộc trang vô giá rồi. Anh rất là chăm lo tới, rất là kỹ lưỡng mà con. Hôm trước anh có cái chiếc cái đầu mà của Bata DC70 đó, rất là kỹ lưỡng, dòm đẹp, rất là đẹp, về anh rửa sạch sẽ. À, đầu tiên đó mà con thấy không, đồ của ảnh là rất là chất lượng. Anh chạy cái đuôi sới là GT601 Mitsubishi, anh gắn thêm cái bộ cần số chậm lẹ nữa, đặt cái đầu GT140 lút Kubota. Đầu này giờ đắt lắm mà con, không có hàng luôn. Cặp bánh của ảnh là cặp bánh là giống như cặp bánh tay thỏ, cái bánh tay thỏ. Thùng trang ảnh chắc 2m4. Rồi phải làm cái láp nữa mà con, làm cái láp nó có hai cái mắt đó. Chị thấy không? Mình muốn trang đất thì thấp mà hình như là vậy. Ở trên cấu trúc của ảnh cũng rất là nhiều. Con thấy nè, quá dữ. Cái cây chính giữa là cây để chuyển đổi cần số chậm lẹ nè bà con. Con thấy không, có đèn không, đèn trước nè. Rồi đèn phía dưới bên kia nữa kìa. Đó đó bà con. Đó đó, đó. Quá dữ, hợp đồ nghề của anh. Con này thì để bình dầu, này để nước, đồ để dầu của anh nè. Dây cu go anh tháo ra một cái. Có chính giữa nó có hai đồ móc nữa bà con thấy không? Móc nó giữ cái hai cái dè. Quá độc đáo nha bà con. Này
nhìn dưới nhìn lên nha bà con. Thì cũng chân thành cảm ơn bà con xem video này, thì bà con nào nhu cầu thì hãy coi lại một số video của xã miền Tây giới thiệu về cái con cào cào của anh Dân, của anh Kiệt á, thì bà con cứ liên hệ. Nói con ngầu này là đúng là gọi là chuẩn nhất nè, đầy đủ các cái thiết kế rất là dữ nè bà con, rất là hay. Đó, cuộc sống miền Tây muốn cố quay kỹ lưỡng cho bà con xem. Mới toàn đầu của bà ta mới toàn. Quá đẹp không bà con. Con này của ảnh giờ giá chắc cũng trên khoảng 4, trên hàng 4, hàng 5 mà. Quá đắt. Và chân thành cảm ơn bà con xem video này. Thì bà con nhớ đăng ký, like, chia sẻ để sớm nhận những video mới nhất. Hẹn gặp lại bà con video kế tiếp. Hãy subscribe.